Chị nói ăn ngon mai mốt mua chứ anh Khang mua nữa. À, vừa làm tóc vừa vừa bán sầu riêng à, anh Khang ơi. Em sợ chồng chị Trang chém em biết đầu chạy mau. Anh Khang chị Trang kêu em á, chịu chị Trang không tiện mà. Rồi anh Ân cũng hái nữa. Hôm nay thì mình dẫn anh Nhân đi mua sầu riêng luôn nha. Ngay chỗ dựa sầu riêng luôn. Anh Nhân lựa cái trái nào ngon lấy đi anh Nhân. Em không? Dạ. Dạ. Chị nói trái này ngon anh Kha ơi. Hỏi chị ăn ký nhiều. Anh Kha nói chị ký nhiều. Chị bớt không? Tại bớt đi rồi anh Kha mua nữa. Ăn ngon đi rồi anh bớt ghé mua rồi bớt giờ. Dạ. Không có lời. Dạ. Anh Kha ơi. Chị nói đợt sau mà ăn ngon ghé mua rồi chị bớt tiền cho. Chị bây giờ chị không có bớt hả? Chị nói bớt nhưng bây giờ chị than không có lời. Chị than nó không có lời, không lời anh Kha ơi. Rồi anh nghèo nha, đâu có tiền nhiều đâu mua sầu riêng. Dạ. Rồi nè, em nói vậy rồi chị nói ăn ngon mai mốt mua chứ anh Kha mua nữa. Dạ. Dạ, dạ. Mẹ em thì chị nói thì nào anh Kha ăn ngon rồi kìa, chị mua nữa kìa, còn anh Kha tính sao? Thì bây giờ ăn trước đi, chừng nào ngon ghé mua nữa. Dạ dạ. Dạ. Ai chị nói em, chị nói em nói anh Kha vậy đó. Thôi bây giờ bớt cho 5.000 còn 70 anh Kha ơi. Anh thấy được không? Được. Được ha. Quá được đi chứ. Dạ. Hỏi chị tên gì, quảng cáo cái vợ sầu riêng của chị luôn. Dạ. Anh Kha Kha nói chị tên gì? Chị tên Trang. Chị tên Trang ở đâu quảng cáo dựa sầu riêng của chị luôn? Xã Mỹ Phong. Dạ. Vừa làm tóc vừa bán sầu riêng. Dạ, vừa làm tóc vừa bán sầu riêng à, anh Kha ơi. Mà anh Kha thấy đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp. Dạ. Chị Trang không? Em sợ chồng chị Trang chém em biết đầu chảy máu. Đó. Đó. À, chị, anh Kha thấy chị Trang đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp ha. Đó. Đó. Rồi anh Kha chị Trang kêu em á, chịu chị Trang không tiện mà em mới sợ chồng chị Trang chép em đứt đầu chảy máu. Đó. Anh cũng biết sợ nữa hả? Em sợ anh Kha ơi. Chị Trang nói chưa có chồng mà. Dạ. Dạ chưa. Anh ta hỏi chị em Trang hả? Hỏi em Trang là hỏi anh Kha trước đi. Em Trang chịu anh Nhân chịu không? Rồi anh Nhân cũng hái nữa. Anh Nhân cũng hái nữa. Dạ thôi chị ơi, thơm. Dạ thơm. Dạ thơm chị thơm. Dạ thơm. Dạ. À, dạ. Anh Kha chị. Dạ. Dạ. À, chị Trang đó, chị Trang thương em rồi sao anh Kha? Cái đó em đâu biết đâu, anh tính chứ sao anh tính được. Rồi em cuối giờ gặp hồi đó em công ty phá sản rồi. Công ty phá sản giờ nghèo không? Giờ nghèo lại rồi. Nuôi. Thì nuôi cái chuyện bình thường. Nuôi được không? Được. Okay. Dạ. Nuôi con luôn nha. Dạ. Nuôi mẹ nuôi con luôn á. Dạ. Con nữa. Dạ. Ok. Dạ. Rồi anh Nhân chịu không? Em mới chịu chịu cho bụng của em hồi hộp quá. Lý do sao hồi hộp? Em hồi hộp em sợ thằng chồng la em. Cái chồng la em mà anh Kha ơi. Mà la làm sao? Chồng la em lấy vợ cổ tao. lấy vợ đẹp, lấy vợ đẹp cổ tao. Dạ. Dạ. Em mận sổ của Ben rồi. Dạ. Dạ. Em bỏ nhà. Mai mốt mẹ em Trang là phải mặc quần tây áo sơ mi đúng không nha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi ha. Ha chị Trang. Anh Khai chị Trang nói mai mốt lại đây phải bận áo sơ mi bận quần anh Khai mua cho em có hỏm á. Rồi anh thấy được không? Được, kẹp tóc luôn đúng không? Dạ. Mà
Dạ, biết rồi. Mà anh thấy được không? Được chứ. Được ha. Dạ. Em tại vì em cũng phải có vợ nữa. Ôi cứ chị Trang luôn mà giờ em nghèo chứ lợi rồi. Vậy đó hả? Dạ tại em công ty phá sản rồi. Tại vì em đại có tiền đi mua xe đạp hết trơn rồi hồi đó em không có để dành tiền cưới vợ, giờ cưới vợ rồi em không có tiền cưới vợ. Giờ em chỉ có ăn ở giá một mình luôn rồi đó. Rồi về mà nuôi chị Trang luôn chịu không? Dạ chịu. Dạ. Nuôi con chị Trang luôn nghe. Dạ dạ chịu. Dạ. Ngày em nuôi đứa con chị Trang luôn hả anh Trà? Dạ. Mà em gắng làm kiếm tiền em một ngày 280 mà em xin bà chủ chẳng 300. Rồi giờ nuôi chị Trang có nhiêu tiền? Hả? Nuôi chị Trang đưa hết cho chị Trang không? Đưa hết thằng mẹ em buộc thôi, chỉ tập bằng rồi, chỉ bằng đi là chia cho mẹ nữa Trang nữa không hả? Nữa Trang nuôi con, nuôi Trang không đủ không đủ thì em đi bán còn đi bán số nữa. À vậy được hả? Hả? Mà anh thấy được không? Được ha. Em tại vì ban ngày em đi mận, ban đêm em về bán số, về nuôi vợ phải không? Dạ về nuôi vợ. Dạ. Rồi bây giờ kêu chị Trang cân trái sầu riêng đi. Dạ. Em mua em cho đó, chị lựa trái nào đẹp đó. Trái này ngon nè. Cái này 39 á. Tính ra 70.000 một ký thôi, bỏ bịch luôn ha. Rồi sao quyết định luôn đi anh Nhân. Thương mẹ bây giờ nghèo quá, tiền bạc không cưới nổi rồi sao rồi chết nữa rồi. Không cưới cũng được mà miễn nuôi hai mẹ con đủ là được. Đâu chị hỏi anh Kha luôn đi. Đi hỏi anh Kha đi. Em phái vợ đẹp rồi đó. Để chị Trang cũng đẹp nè. Ôi anh đẹp không? Đẹp. Dạ. Dạ, chịu mà hồi hộp quá. Chịu mà hồi hộp với anh Kha ơi. Lý do sao hồi hộp nữa? Em sợ vụ đó la em. Thế em phải la em. Phải la em. Bây giờ chị hỏi mẹ đi, hỏi xin phép mẹ coi là bây giờ lấy vợ đẹp có dám cho con cưới không? Mẹ có thái lâu rồi. Nữa thôi được không? Mẹ nó chịu rồi. Chịu hả? Chịu rồi. Rồi về nói mẹ đem trồng câu cưới nha. Trồng câu cưới nước bây giờ đặt hộp không có tiền chắc ăn ở giá chắc cứu rồi nữa. Không cần làm lớn, làm vừa thôi. Vừa hả? Anh Kha ơi, chị Trang nói anh Kha rồi, anh Kha tính thân Kha. Con chị Trang nè, đó, con Mự vậy nè, không nói đâu. Con Mự ha. Bụng bự nổi rồi anh Kha. Ê, giờ em cũng hồi hộp run quá anh Kha ơi. Chắc đợt này anh Nhân về làm ngày làm đêm luôn quá, còn xương với da không quá. Ôi sao mà anh Kha biết hay vậy? Sao không biết? Dạ em